Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụ Music. Ở video mới nhất, mình đã cùng các bạn unbox cây organ Kirkman K200 hiện đang được đánh giá rất cao và thuộc mẫu đàn dành cho người mới tiếp xúc với bộ môn organ và dễ dàng cho các bạn sử dụng hàng ngày mà chỉ 4 triệu đồng. Các bạn cần review chi tiết hơn về K200 xem video này nhé. Đầu tiên, mình sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về tất cả mọi thứ trên K200, từ kiểu dáng thiết kế, các nút chức năng, bàn phím và phụ kiện đi kèm trước khi phân tích đầy đủ nhé. K200 sở hữu 4 cổng kết nối giúp người chơi dễ dàng tối ưu trải nghiệm: cổng nguồn công suất 12V, cổng phone kết nối tai nghe với đàn, cổng sustain kết nối pedal với đàn, cổng USB truyền nhận dữ liệu MIDI sang máy tính, điện thoại và máy tính bảng. Bạn có thể thay bằng pin sử dụng đàn tiện lợi khi bạn đem đi đến lớp học nhạc hoặc đi chơi. Đây là pedal kèm theo đàn, thứ đồ nặng nhẹ của pedal nhé. Bigband giúp bạn luyến lấy giai điệu, chơi nhạc bolero và cả nhạc hoa dễ dàng. Nút xoay volume tiện lợi cho người chơi chỉnh lớn nhỏ của âm thanh. Màn hình LCD giúp người chơi dễ dàng theo dõi cũng như thao tác. Mặt đàn hiển thị đa dạng chức năng cần thiết. Cụm nút chức năng được bố trí gọn gàng, dễ dàng thao tác với người chơi đàn organ như dual trộn tiếng, recording ghi âm, tempo chỉnh tốc độ bài nhạc, metronome đếm nhịp, gazebo tăng giảm tông, bàn phím cảm ứng lực nhấn cho phép bạn chơi nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc. Đánh mạnh âm thanh to và đánh nhẹ sẽ ra âm thanh êm dịu. K200 còn sở hữu thư viện âm nhạc ấn tượng với 64 âm polyphony, 390 tiếng và 100 điệu. Kirkman K200 sẽ là cây đàn rất thú vị dành cho người mới tập chơi organ. Cổng phone kết nối tai nghe, bạn sẽ có không gian âm nhạc riêng mà không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tuy giá tiền sở hữu chưa đến 5 triệu thì đây vẫn là cây đàn để bạn lựa chọn dài lâu mà không đắn đo về chi phí. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.